sự độc lập của Kosovo mang tới nhiều hệ lụy. Thứ nhất, sự kiện trên đã tạo ra một tình trạng khó xử về mặt pháp lý. Việc thiếu một nghị quyết phê chuẩn của Hội đồng Bảo an đã đặt tuyên bố độc lập của Kosovo ra ngoài phạm vi pháp luật quốc tế. Về mặt chính thức, tỉnh Kosovo nằm dưới sự quản lý của Phái bộ Liên Hợp Quốc lập ra năm 1999 theo nghị quyết số 1244 của Hội đồng Bảo an. Nhưng trên thực tế, Liên Hợp Quốc lại không thi hành chức năng này, mà quyền lực thực sự ở Kosovo nằm trong tay phái bộ của Liên minh châu Âu, EU. Do đó, về mặt điều hành, thì việc Kosovo tuyên bố độc lập sẽ đưa đến một hình thức mới của sự bảo hộ quốc tế, trong đó chính quyền địa phương bị giới hạn tương đối. Vậy sau đó, Kosovo có lâm vào tình trạng xung đột với các đối tác phương Tây hay không? Điều này khó xảy ra vì Pristina biết rõ rằng độc lập sẽ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề cấp bách nào của họ như khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng tội phạm tràn lan. Còn xét về mặt lâu dài thì nền kinh tế Kosovo sẽ phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào EU. Thứ hai, không thể loại trừ khả năng xảy ra xung đột vũ trang sau tuyên bố độc lập của Kosovo. Cả Belgrade lẫn Pristina đều không muốn dính vào chuyện súng đạn. Nhưng tính cực đoan trong cả hai cộng đồng, người Albania ở Kosovo và người Serbia đều đã quá đủ để có thể bùng phát thành các cuộc chạm trán vũ trang. Thực tế hiện nay đã chứng minh cho điều này, những người Serbia thiểu số còn lại trên vùng đất Kosovo phải đối mặt với tình trạng cực kỳ khó khăn sau sự kiện trên. Tuy vậy, cả chính quyền Kosovo và các đối tác phương Tây của họ đều quan tâm đến cộng đồng này vì họ hiểu rằng bất cứ vụ xung đột nào cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại về mặt tinh thần đối với Kosovo. Nhưng vấn đề là hiện chưa rõ EU và NATO sẽ gánh vác trách nhiệm hoàn toàn về an ninh đối với Kosovo trong bao lâu nữa. Thứ ba, sự kiện Kosovo tuyên bố độc lập đã tạo một tiền lệ có ảnh hưởng tới tình hình tại nhiều khu vực khác của châu Âu. Sự ảnh hưởng này chắc chắn không phải là mang đến tính ổn định và thịnh vượng cho các nước EU vốn đang phải đối mặt với nguy cơ tiềm tàng về ly khai như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Anh. Còn các nước đang mất ổn định như Bosnia, Macedonia, Georgia, Moldova và Azerbaijan thì cũng sẽ cảm nhận được tác động của sự kiện Kosovo độc lập. Những cộng đồng thiểu số đang đòi ly khai tại những quốc gia này sẽ lấy đây là một tiền lệ cho những yêu sách của họ. Diễn biến xoay quanh cuộc khủng hoảng Ukraine vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Điện Kremlin. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình thực địa, trong đó ông Putin giải thích về lý do mà Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào cuối tháng 2 năm 2022. Việc Moscow công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk là dựa trên tiền lệ của Kosovo, được một tòa án do Mỹ hậu thuẫn đưa ra. Ông Putin đã nói điều đó với ông Guterres. Hai nước Cộng hòa tự xưng này xuất hiện sau khi người dân sống ở miền đông Ukraine bác bỏ phong trào Maidan mà phương Tây hậu thuẫn vào năm 2014. Nguyên văn phát biểu của ông Putin trong cuộc trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres: "Tôi biết về mối quan tâm của ông liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Donbass, Ukraine. Tôi nghĩ đó sẽ là trọng tâm của cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Về vấn đề này, tôi chỉ muốn lưu ý rằng toàn bộ vấn đề nảy sinh sau cuộc đảo chính diễn ra ở Ukraine năm 2014. Đây là sự thật hiển nhiên, có thể gọi nó là bất cứ điều gì như ông muốn và ông có thể có bất cứ sự thiên vị nào như ông muốn với những ai đã làm điều đó. Nhưng đây là sự thực, là một cuộc đảo chính vi hiến." Sau đó một tình huống nảy sinh về ý chí của cư dân Crimea và Sevastopol, những người đã hành động gần giống như những người cư trú và đang sinh sống ở Kosovo, đã làm và thời của họ. Họ quyết định độc lập và sau đó quay sang chúng tôi với lời thỉnh cầu gia nhập Liên bang Nga. Sự khác biệt chỉ là Kosovo. Quyết định về chủ quyền như vậy được đưa ra ở nghị trường, còn ở Crimea và Sevastopol là tại một cuộc trưng cầu dân ý toàn thể nhân dân. Cũng có một vấn đề ở phía đông nam Ukraine, nơi cư dân của một số vùng lãnh thổ, ít nhất là hai, các chủ thể của Ukraine khi đó không đồng ý với cuộc đảo chính và kết quả của nó, nhưng họ đã phải chịu áp lực rất mạnh, trong đó bao gồm cả các hành động quân sự quy mô lớn, sử dụng máy bay chiến đấu và thiết bị quân sự hạng nặng. Đây là cách cuộc khủng hoảng phát sinh ở Donbass, phía đông nam Ukraine. Như đã biết,
Sau nỗ lực không thành công của chính quyền Kiev để giải quyết vấn đề này bằng biện pháp quân sự, chúng tôi đã đi đến việc ký kết các thỏa thuận tại thành phố Minsk. Đó là một nỗ lực nhằm giải quyết tình hình ở Donbass một cách hòa bình. Tổng thống Nga thêm rằng, chính phủ Kiev hậu đảo chính đã lựa chọn một giải pháp quân sự mà từ đó dẫn tới 8 năm xung đột ở khu vực Donbass. Thật đáng tiếc cho chúng tôi. Trong 8 năm, những người sống ở đó đầu tiên thấy mình bị phong tỏa và các nhà chức trách ở Kiev đã công khai tuyên bố rằng họ tổ chức phong tỏa những vùng lãnh thổ này. Họ không xấu hổ với điều đó và vì vậy họ nói đây là phong tỏa, mặc dù lúc đầu họ từ chối điều này và tiếp tục áp lực quân sự. Trong những điều kiện như vậy, khi các giới chức ở Kiev thực sự công khai, tôi muốn nhấn mạnh điều này, một cách công khai thông qua miệng của các nhân vật hàng đầu nhà nước tuyên bố rằng họ không có ý định tuân thủ các thỏa thuận Minsk này, chúng tôi buộc phải chấm dứt nạn diệt chủng những người sống trên các lãnh thổ này để công nhận các quốc gia này là độc lập và tự do. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là một biện pháp cần thiết để chấm dứt sự đau khổ của những người dân sống trong các vùng lãnh thổ này. Đáp lại lời ông Putin, ông Guterres chỉ ra rằng Liên Hợp Quốc vẫn không công nhận Kosovo là một thực thể độc lập, mà xem đó là một phần của Serbia. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng tiền lệ này vẫn tồn tại, bởi Kosovo được các nước phương Tây công nhận một cách rộng rãi. Ông nói, rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có các đối thủ của chúng tôi ở phương Tây, đã làm như vậy đối với Kosovo. Kosovo được công nhận bởi nhiều nước, đó là một thực tế. Nó được công nhận là một nước độc lập bởi rất nhiều nước phương Tây. Chúng tôi cũng làm tương tự với các nước Cộng hòa ở Donbass. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng hai nước Cộng hòa này đã đề nghị Moscow hỗ trợ quân sự và Nga đã thực hiện điều đó và vẫn tuân thủ hoàn toàn đúng theo hiến chương của Liên Hợp Quốc. Ông nói, thật không may các đồng nghiệp của chúng tôi ở phương Tây không muốn nhận thấy tất cả những điều này. Và sau khi chúng tôi công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa ở Donbass, họ đã quay sang chúng tôi với đề nghị hỗ trợ quân sự cho họ do thực tế là họ đang phải chịu tác động quân sự, sự xâm lược quân sự. Và chúng tôi, theo điều 51 phần 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng buộc phải làm điều này bằng cách phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi muốn thông báo với ông rằng, mặc dù hoạt động quân sự đang diễn ra, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi cũng có thể đạt được các thỏa thuận bằng con đường ngoại giao. Chúng tôi đang đàm phán và chúng tôi không từ chối điều đó. Trước đó, tháng 3 năm 2014, ông Putin đọc diễn văn về sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga. Có rất nhiều ý tứ sắc lẹm cho thấy việc gợi ông đập lưng ông của Mỹ và phương Tây. Khi Tổng thống Putin mỉa mai phương Tây về khái niệm luật pháp quốc tế, ông nhấn mạnh, khi họ cáo buộc chúng tôi vi phạm luật pháp quốc tế, thật may họ vẫn nhớ tới sự tồn tại của luật pháp quốc tế, muộn vẫn còn hơn không. Tổng thống Nga chỉ trích và nhắc nhở thế giới về chính sách ngoại giao của Mỹ thời Tổng thống Bush, ông nhấn mạnh, họ hành động như họ muốn, họ sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia có chủ quyền, lập các liên minh dựa trên nguyên tắc thuận thì sống, chống thì chết. Để những cuộc xâm lược của họ có vỏ bọc hợp pháp, họ giật dây các tổ chức quốc tế để đạt được các nghị quyết cần thiết, theo ý muốn của họ. Nếu không được, họ đơn giản bỏ qua và không màng đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói riêng và Liên Hợp Quốc nói chung. Và khi Tổng thống Putin so sánh quan điểm khác nhau vô lý của phương Tây và Mỹ về Kosovo và Crimea, ông nhấn mạnh, khi chúng tôi nghe Mỹ và Tây Âu tuyên bố Kosovo là trường hợp đặc biệt, điều gì khiến Kosovo đặc biệt trong mắt các đối tác của chúng tôi? Không lẽ hóa ra sự thật là cuộc chiến ở Kosovo với bao thương vong là hợp pháp ư? Không ai cố bẻ cong mọi thứ sao cho họ được hưởng lợi nhiều nhất. Không nên ngày hôm nay phán trắng, mai lại nói đen đối với cùng một sự vật hiện tượng. Bởi vậy Kosovo như một miếng xương trong cổ họng các nước phương Tây. Khi họ ủng hộ Kosovo, họ cũng đã gián tiếp dạy Nga cách hành xử ở Crimea vào năm 2014 và bốn vùng lãnh thổ của Ukraine vào năm 2022. Kosovo sẽ mãi là miếng xương mắc nghẹn mà các nước phương Tây chưa thể xử lý trong một sớm một chiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.